chào anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cái bếp chiên nướng Eton ZL1 dung tích 16 lít. Cái bếp này á thì nó cũng tương tự như là cấu trúc của một cái bếp đôi vậy đó, nhưng mà nó khác ở cái chỗ là cái nồi dầu của nó là cái nồi dầu rộng luôn, chứ không có bị ngăn ở giữa. Đây, đây là cái khuôn mà cái nồi dầu. Cái nồi dầu của cái bếp chiên con này, bếp chiên này á, nó rất là dày. Nó dày gần như là gấp đôi cái loại bếp 6 lít thông thường luôn á, tại vì cái lượng dầu của nó chứa được nhiều quá. Thì bây giờ em sẽ lắp ráp mô thử cho anh chị xem ha. Nó cũng sẽ có hai cái đầu đốt luôn. Hai cái đầu đốt. Đầu đốt này á, mỗi đầu đốt thì nó sẽ có một cái dây nguồn riêng. Tương tự giống như bếp đôi vậy, chỉ khác là nó không có cái ngăn ở giữa này thôi, để cho mình chiên được ví dụ như hai con gà nè, hoặc là con vịt, hoặc là con heo sữa. Cũng lớn hơn so với cái rổ của bếp chiên đôi và bếp chiên đơn loại 6 lít. Nó lớn hơn, nó cao hơn. Tại vì cái nồi của cái bếp chiên nhúng này nó sâu hơn á. Nồi của cái bếp 16 lít này á, nó tới 20, 19, gần 20cm lận. Cái bếp 6 lít đó thì nó chỉ có tầm khoảng 14 thôi. Cái chiều cao của này nó chỉ có khoảng 14 thôi. Rồi cái nồi của cái bếp này nó có sẽ có một cái nắp. Cái này khi mà mình sử dụng thì mình lột ra thôi. Cái miếng này là để cho nó khỏi chạy thôi. Còn ở đây là nó có một cái nắp luôn nè. Nắp chung. Hai bên cái đầu máy này đó, nó cũng là tối đa là 200 độ hết. Khi mà mình sử dụng dầu nhiều như vậy thì mình cần đốt cả hai bên luôn cho nó đều dầu á. Mình có thể chỉnh nhiệt độ tùy thích. Rồi cái bếp này á, thì nó có đặc biệt hơn so với những cái dầu phổ thông nhỏ là nó rộng hơn thôi. Tại thì thay vì mọi người sử dụng cái loại 12 lít thì mình có thể tăng lên một chút xíu loại 16 lít này thì nó sẽ dày dặn hơn nè. Rồi bên em sẽ có một cái video so sánh giữa bếp 12 lít, 16 lít và cái loại 20 lít luôn.